Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với uh, chuỗi video giới thiệu sản phẩm của Bếp Hùng Cường Và trong video lần này thì uh, Bếp Hùng Cường sẽ giới thiệu tới các bạn uh, một dòng sản phẩm bếp chiên nhúng Và đây là bếp chiên nhúng đơn thương hiệu Bersia, có mã là DF1317 nhé mọi người Thì uh, đây là một sản phẩm uh, được Bếp Hùng Cường uh, nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia Và uh, tất nhiên là sản phẩm này sẽ có đầy đủ các cái chứng từ về chứng minh nguồn gốc xuất xứ này hay là chứng từ về chứng nhận chất lượng sản phẩm CQC. Đó thì chúng ta có thể nhìn sơ qua phía bên ngoài trước một chút xíu nữa thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái bộ phận cũng như là tính năng của sản phẩm. Đi một vòng phía bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là toàn bộ sản phẩm thì đều được làm bằng chất liệu inox cao cấp. Nó rất là sáng và việc này sẽ giúp cho việc vệ sinh được dễ dàng hơn cũng như là đảm bảo được về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và bếp chiên nhúng đơn dùng điện của Bergea uh, này thì sẽ được sử dụng trong uh, rất là nhiều mô hình kinh doanh. Ví dụ như là nhà hàng này, khách sạn này, trường học này, các cái quán ăn, uh, quán uh, chiên, các cái món như là tempura này, khoai chiên hay là gà chiên. Thì uh, đấy là một vòng quanh ở phía bên ngoài sản phẩm trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm này. Thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy là ở phía mặt trước này này, đó thì chúng ta sẽ có một cái thương hiệu Bergia được dập nổi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, đây chính là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới này. Được dập nổi ở ngay trực tiếp phía bên trên thân của máy để mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có bảng điều khiển này. Bên trên bảng điều khiển này thì sẽ có ghi là thương hiệu Bergia này. Đồng thời thì ở phía này cũng ghi có luôn là mã sản phẩm. Đây, khu vực này là ghi mã sản phẩm DF1317 này. Và phía bên trên này là nút cái nút này thì sẽ điều khiển nhiệt độ từ 0 cho đến 250 độ C nha mọi người. Đấy, thì khi nào mà chúng ta muốn điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí nào thì chúng ta sẽ bạn cái núm này. Đó. Để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn nó phù hợp với lại từng cái loại thức ăn khác nhau để chúng ta điều chỉnh nhiệt độ. Phía này thì đây chính là cái nắp của bếp chiên. Thì nắp này được làm bằng inox dày và nó có một cái thiết kế nắm nhựa để chúng ta cầm cho chắc chắn và không bị nóng. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là giỏ chiên. Như mọi người có thể nhìn thấy, giỏ chiên này thì sẽ được làm bằng hoàn toàn bằng inox. Dày, chắc chắn và sáng sạch. Nó cũng không bị bám cặn vào đây. Ở trên cái phần giỏ chiên này thì tay nắm sẽ được bọc một lớp cao su để chống nóng đấy, cái phần này phần bọc cao su để chống nóng. Đây là móc của cái giỏ chiên này. Đấy thì khi mà chúng ta chiên xong ấy, sau khi chúng ta chiên thức ăn xong thì chúng ta sẽ móc nó vào cái thành của cái bếp chiên này như thế này đấy thì là dầu mỡ nó sẽ chảy xuống dưới giúp cho thức ăn và đồ chiên nó sẽ được ráo dầu mỡ bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là học của bếp chiên này thì học này được thiết kế với lại dung tích là 6 lít và ở đây có hai ký hiệu là min và mắt. đây đây là cái phần học của bếp chiên này ở đây chúng ta sẽ có hai cái ký hiệu như mọi người có thể thấy đây là min và mắt. thì khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ đổ dầu vào giữa cái khoảng cách của hai cái ký hiệu này nếu mà đổ ít quá thì sẽ rất là dễ dây cháy còng còn nếu mà đổ nhiều quá thì có thể dẫn tới dầu chiên sẽ bị bắn ra ngoài Đây là mọi người lưu ý khi mà chúng ta đổ dầu chiên ấy, thì chúng ta đổ ở giữa cái vạch min và mắc này còn đây là cái phần tấm chắn để tránh cái đồ ăn rơi trực tiếp tiếp xúc với lại cái còng đốt nhiệt thì sẽ làm cháy và cho làm cho dầu mỡ nó bị đen như các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta sẽ có thêm là còng nhiệt và ở giữa còng nhiệt thì chính là hai cái cảm biến. À đây, đây chính là hai cái cảm biến đấy. Thì một cái sẽ là cảm biến nhiệt và một cái là cảm biến re Thì uh, hai cái cảm biến này nó sẽ có hai cái chức năng khác nhau. À, đầu tiên là cảm biến nhiệt. Bây giờ ví dụ như này, mình sẽ vặn cái nhiệt độ này lên đến 200 độ C. Đấy, thì uh, giả sử mình cài đặt nhiệt độ là 200 độ C. Đây, đấy, rồi khi mà nhiệt độ của dầu mỡ mà nó nóng lên đến 200 độ C ấy, thì cái cảm biến nó sẽ báo về cho hệ thống để ngắt điện. Đấy. Còn lại là một cái nữa là cảm biến rơ le thì trong cái trường hợp mà nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ mắc thì là nó sẽ báo cho cái rơ le nhiệt để điện được ngắt. Như vậy là đấy là chức năng của uh, hai cái cảm biến nhiệt. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ chứ như ban đầu. Đấy, thì trong cái quá trình sử dụng thì mọi người cũng làm các cái thao tác đơn giản tương tự như thế thôi. Đó. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng và bảo hành. Còn đây là giỏ chiên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo. Ở các cái vị trí ở phía đằng sau. Vừa rồi thì mình đã có chia sẻ với mọi người về cái cảm biến rơ le. Đây thì đây chính là cái cảm biến rơ le cái nút màu đen này Đấy, thì khi mà nhiệt độ lên cao ấy, thì là cái rơ le này nó sẽ nhảy và cái nút màu đen nhỏ này được gọi là cầu trì và khi mà cái rơ cái le nó đã nhảy ấy, thì để sử dụng được thì chúng ta ấn vào cái nút màu đen này một lần nữa đấy thì chúng ta mới có thể sử dụng được còn sang đến cái phần tiếp theo ấy, thì các bạn có thể thấy là phần dây điện này được thiết kế rất là chắc chắn đấy và chiều dài của dây là một mét rưỡi dễ dàng kết nối với nguồn điện hơn và đây là dây to chịu tải tốt để đảm bảo an toàn không bị cháy nổ trong suốt quá trình sử dụng ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thông số kỹ thuật thì bếp chiên dùng điện bếp chiên nhúng đơn dùng điện của Bosea này thì ở đây chúng ta sẽ ghi rõ ràng luôn ví dụ như là cái mạch cầu trì đi như thế nào này đấy ở đây thì chúng ta có ghi luôn là made in Malaysia này và cái tem màu xanh là tem QC chứng nhận chất lượng sản phẩm tiếp theo của bên trên bếp chiên này thì chúng ta có thể tháo rời được và giúp dễ dàng vệ sinh đó cái phần phía bên trên này đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra được để chúng ta dễ dàng vệ sinh mà sau khi mà chúng ta có sử dụng thì sản phẩm này được sử dụng công nghệ hiện đại mà rất là siêu tiết kiệm như vậy cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm thì vừa rồi là bếp hùng cường cũng đã giới thiệu tới các bạn cũng như là hướng dẫn sử dụng về cái bếp chiên nhúng đơn trùng điện của BGA này rồi mã sản phẩm là DF1317 nha mọi người thì khi mà các bạn mua bếp chiên nhúng BGA tại bếp Hùng Cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển này lắp đặt tận nơi trong nội thành và các cái sản phẩm này thì được bảo hành chính hãng 12 tháng nha mọi người mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline là 0982 145 628 để được tư vấn trực tiếp hoặc là ghé thăm website bếp com để nhận được những cái tư vấn miễn phí cũng như là à, những cái chương trình khuyến mại hoặc là tham khảo thêm những cái dòng sản phẩm khác tại bếp hùng cường. Ngoài bếp chiên nhúng 6 lít của bosch này ra thì bếp hùng cường còn có các cái thiết bị làm bánh khác ví dụ như là bếp chiên nhúng 9 lít này, 12 lít này, hay là bếp chiên nhúng đôi. thì các bạn nếu mà cần tư vấn hay là hỗ trợ thêm về bất kể một dòng sản phẩm nào thì các bạn có thể gọi trực tiếp tới số hotline 0982 145 628 để nhận được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.